Chiều qua, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng đã có buổi làm việc với đoàn công tác thuộc chương trình quan hệ đối tác kinh doanh phát triển APEC Canada, Quỹ châu Á Thái Bình Dương. Tại buổi làm việc, đại diện Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố đã giới thiệu sơ lược về chức năng, vai trò của Liên hiệp, các hoạt động phối hợp giữa Canada với Đà Nẵng trên các lĩnh vực giáo dục, văn hóa, sự kiện, du lịch, các chương trình kế hoạch triển khai hợp tác của Quỹ châu Á Thái Bình Dương tại Việt Nam, đặc biệt là chương trình hỗ trợ hợp tác doanh nghiệp đang phát triển tại các nước APEC và Canada. Đồng thời, Liên hiệp cũng đề xuất phối hợp cùng Đại sứ quán Canada tại Việt Nam, cùng các cơ quan liên quan tổ chức hội thảo xúc tiến quảng bá du học Canada, tham gia hội thảo quốc tế đối thoại nhân dân, cầu nối xúc tiến khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại thành phố Đà Nẵng, qua đó tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam với các quốc gia, tiếp cận các nguồn lực chuyên gia, vốn và công nghệ quốc tế để kết nối đến cộng đồng doanh nghiệp Đà Nẵng.